hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Ngày mùng 9 tháng 11, huyện đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng chống tác hại của ma túy và kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội, phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho học sinh khối 11, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện. Tại đây, các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh đã được nghe tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng ma túy, các chất kích thích, cách nhận biết về một số loại ma túy, cách phòng ngừa ma túy và tệ nạn xã hội trong trường học, trách nhiệm của học sinh về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường học đường ngày một lành mạnh hơn. Cùng với đó, hướng dẫn kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, những văn hóa phẩm độc hại lan truyền trên không gian mạng, tác động trực tiếp đến các em học sinh. Buổi tuyên truyền góp phần giúp các em học sinh trong nhà trường nâng cao nhận thức, trang bị cho các em học sinh thái độ sống và hành vi tích cực, lành mạnh, đồng thời có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa những hành vi lệch lạc của thanh niên học sinh. Từ đó, sử dụng Internet, mạng xã hội có trách nhiệm chia sẻ những câu chuyện hay, hành động đẹp, cùng đẩy lùi ma túy ra khỏi môi trường học đường.